Xin chào mọi người. Hôm nay mình mới lắp xong một chiếc siêu xe Lamborghini Aventador này. Đây là chiếc siêu xe Lamborghini của mình. Nó rất nhỏ nhưng mà đẹp. Đây ở dưới xe. Đấy. Chiếc xe Lamborghini này làm hai bộ lắp ghép, bạn nào có hai bộ lớp 5 thì chiến con siêu xe này nha. Đây là thân chữ đây là tấm M1 lỗ, thân thẳng 1 lỗ. Đây thân 9 lỗ này. Đây là cựa của xe Lamborghini. Có thể mở ra được. Mở ra để cho người tài xế vào trong. Đây là hai cái ghế của tài xế để ngồi lái. Đây là ghế tài xế ngồi lái, còn đây ghế người ngồi. Đây, đóng cửa. Còn đây, phần đằng sau đít xe là cốp xe để đựng đồ xe. Mình có thể mở được cốp. Đấy. Đựng đồ trong đây này. Bấm vào. Là cốp đựng đồ. Chiếc xe này làm hai bộ lắp ghép lớp 5. Bạn nào muốn mình hướng dẫn lắp Lamborghini thì comment bên dưới nha. Mình sẽ quay lâu để các bạn thấy được và các bạn có thể bắt chước theo. Thân 9 lỗ. Thân 3 lỗ. Còn đây là tấm nhỏ. Mình quay này mọi người chỉ nhìn coi xong video này thôi là biết cách lắp mà. Vì nó rất là đơn giản. Thôi, video đến đây là kết thúc rồi. Hẹn hẹn gặp lại mọi người vào clip sau nha.